Hello, chào cô chú anh chị đã chăn nuôi bến tre ha. Hôm nay lên bộ mà bò mẹ siêu ha, con được kem đây. Giờ mời cô chú anh chị xem nội dung ha, cả nghĩ mua thì liên hệ cho em. Đây mẹ chịu cam không sao lòng mét 3-4 bò, mẹ tàn lớn ha. Đó. Chân cẳng quan sát không có bú ốp xe xuống lúng một gì hết đó. Chân trước như sau là cô chú anh chị, mẹ đang con lứa thứ hai ha, mẹ siêu đỏ đầu trụ đuổi luôn nè, sái mặt nghiêm chỉnh cho chúng chị thấy không, sái lưng là hoàn thiện nha. Lực kem mà lắc mát sữa luôn, nu nè luôn ha, lật lực kiểu mẫu rất đẹp. Lực kem cô chú nhịn nuôi mình nuôi mình gỗ béo cũng lắc ngon nè. Một kem được 4 tháng rưỡi, hiện mẹ vô nọc được 1 tháng rưỡi rồi của chúng chị đó. Thì cô chú chị xem thấy giá cả nghĩ mua thì liên hệ cho em ha. Được kem đít nè, thấy ghê đít không, được kem chiều cao đâu không sao là mét đã chín rồi, dầu yếm nè cô chú chị đó. Bỏ mẹ con mẹ đít, mẹ sái lưng như thế thì nghiêm chỉnh ha, vú nè rồi rúng nè ha, chân cẳng luôn rồi. Thì em báo giá luôn mẹ con nè, anh chủ nhà bán giá là 30 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình ha, trong vòng 100 km trở lại của chú anh chị. Mẹ cũng lớn ha, con cũng lớn rồi, bự là tiền nào đó của nấy nè, con này cũng bán giá 13-14 triệu rồi ha. Mẹ đã vô nọc ra rồi đúng không, mẹ siêu nữa đúng không chú anh chị. Được rồi. Thắt đế không được không chuyện gì. Rồi thì cô chú anh chị nào thấy anh nghĩ mua bộ mẹ con này thì liên hệ cho em ha. Đó, mẹ con giá cực kỳ yêu thương luôn. À, cô chú anh chị nào gần xa ưng ý được mua thì liên hệ cho em ha. Mẹ con giá là 30 triệu bao ship cho cô chú anh chị dìm 100 km lại ha. Xương nè, bộ xương sóc của con à, nó xương to đực xương có luôn ha. Đó. Lông ra những rất luôn chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị nào gần xa ưng ý được bộ mẹ con này liên hệ cho em ha. Đứt nè. Đó, một con một cái gì, một con này có da nè, rồi như hình ảnh nó gửi đầy đủ cho cô chú chị mình sửa hết rồi ha. Mong cô chú anh chị mình thấy được cái giá ưng ý được mua thì liên hệ cho em để mình về mình nuôi dưỡng béo cũng được nè. Con như mẹ thì sinh sản ha, nói chung là mẹ thì bao loại đơm cho cô chú anh chị 3 tháng nha, còn cái chuyện cái tháng lưỡi thì em không bao chữa nha cô chú anh chị.
Rồi giờ hình ảnh cũng gửi đầy đủ cho cô chú chị mình xem chi tiết hết rồi nội dung ha. Đó. Cô chú chị mình xem được cái hình ảnh giá cả ưng ý mua rồi liên hệ cho em. Được rồi. Rồi. Rồi để tiếp tục hình ảnh năm nay ha. Em quen một cái siêu cọp cô chú chị mình coi. Đó, thấy ưng ý mua liên hệ. Nãy nó giá nhiêu ta? 14. Cái siêu cọp nè. Ha, chiều cao đâu không sao là 1m4 bò. Cái lót là lực bò luôn, chân cẳng xương to nè cô chú chị. Đầu tụi ha. Sái nè, quan sát con thấy sái lưng, sái mặt còn nghiêm chỉnh nè. Cái lưng nghiêm chỉnh nè. Cái lưng nghiêm chỉnh, đầu tụi lưỡi sái mặt nghiêm chỉnh luôn ha. Siêu cọp. Đỏ tươi luôn nè. Đó. Lúng là lúng đó, cô chú chị hay lúng đó. Đây. Đít nè, lúng yếm bài bản ha, chân cẳng không có bú ốp xe, xuống đúng luộc gì hết. Đó. Chiều cao không sao, đo 1m1 bò ha. Đó, bò này F1 của chú chị, nuôi ta giống nè, không phải chê. Đít đùi ha. Đó. Đít đùi nè, hay đi đít nè, cô chú chị thấy không? Cực kỳ luôn. Đó. Đây. Đó, đít gừng như nè, gừng đồi ha. Có lưng nè. Đó. Gừng đồi. Đít thụ lụ luôn. Ca không sao đo là 1m1 bò ha. Đó, yếm nè, chân cẳng nè. Trùng trơn ha. Thể giá tiền là những chú bò anh bán giá là 14 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình 100 km cái loại ha. Đó. Rồi thôi. Qua to đàng hoàng ha. Đít là thù lù phải không? Đó. Xe lưng nè. Cô chú anh chị. Lưng dai nè, lắc rồi bò lắc ú bò. Chân cẳng ha. Đó. Chân cẳng khỏi phải chơi tới. Bò đậm 6 tháng bò ha. Đó, giá là 14 triệu bao ship 100 km cái loại. Cô chú anh chị nào còn xa ưng ý mua liên hệ cho em. Đúng ý rồi nè. Một cái xịt cọp 14 triệu bao ship 100 km lại. Cô chú anh chị thấy ưng ý được giá ưng ý mua liên hệ. Màu đỏ huyết luôn ha. Tới lui nè ha.